Xin chào tất cả các bác nhá. Mùa săn bẫy bắt đầu cũng đã đến rồi. Thì hôm nay em giới thiệu các bác một bộ thòng đa năng gửi đến toàn thể của các bác. Như các video lần trước thì các bác đã xem cái video của em nhiều, các bác biết rồi. Thòng mọi lần là nhà em buộc bằng dây cước. Thì theo nhu cầu của các bác thì các bác yêu cầu là buộc bằng dây dù. Thứ nhất là nó không bị hay bị xước đầu mối ra, nhưng mà rất chi ít khi bị xước các bạn. Tại vì là buộc dây dù hay buộc dây đồng thì nhà em đều nhỏ keo hết. Các bác dùng thì các bác biết rồi. Trừ khi các bác kiểu là để trẻ con hoặc là mình hay nghịch nghiếc linh tinh cậy kiếc thì bắt đầu nó mới bong cái đầu mối dây đồng ra thôi. Đấy thì hôm nay em làm bộ thòng buộc bằng dây dù để giới thiệu đến toàn thể các bác. Thì bộ thòng này nó cũng là 10 chân và 50 vòng thòng. Và là các bác này, cái thòng lần này thì là các bác yêu cầu làm bằng sắt 3 ly. Thì hôm nay em cũng làm bằng thép AC 3 ly luôn. Đấy, như cái kia là 3 ly rưỡi các bạn. Đấy, thì là cái khuyên của nó cũng vẫn là khuyên inox. Và dây của nó là dây dù siêu bền các bạn. Dây dù siêu bền. Và dây này, dây cước này là dây cước Nhật xịn luôn các bạn. Được đan 4 thì cực là nhạy luôn. Như các bác nhìn thấy đây, em thử cho các bác xem nhé. Nói chung là chạm nhẹ phát thì nó đã tụt xuống rồi. Tụt xuống thì đến cái phần dây dù này thì nó không thể tởi lên được nữa. Đây, cái phần này thì tởi, không thể tởi lên được nữa. Thì bổi nó không bao giờ bị sẩy luôn. Đấy các bạn, khi anh em mình đi đánh thì là nó bổi dính vào thì không bao giờ sẩy được. Đây, các bác xem đây. Nói chung là nhìn thòng cực là chất luôn các bạn. Cực là ok. Và cái khung thì lần này em cũng làm cái dưỡng của nó. Thì em cũng làm mỡ, gỗ mỡ cho nó nhẹ các bạn. Thì các cái phần buộc này, em buộc dây dù đây. Và em đã nhỏ keo rồi. Riêng dây dù nhỏ keo thì các bác biết rồi, cực kỳ là cứng luôn, như bê tông luôn các bạn. Không bao giờ ra được. Và rất chi chắc chắn. Đấy các bác xem, nhìn xem trước màn hình đây. Các bác xem này, đàn đây. Cực ok luôn. Cái thòng này thì nhà em bán giá thì nói chung là cực ok cho các bác rồi. Các bác mua thì các bác biết rồi. Nói chung là cái giá cả thì anh em mình không quan trọng. Nói chung là đồng tiền đi đôi chất lượng các bạn. Nếu mà nói chung là làm thòng rẻ quá, chất lượng cước nó kém quá thì các bác đi đánh thì cái vòng cước thì nó hay bị cứng. Chim vào thì nó không nhạy các bạn. Dù có làm bằng dây dù hay làm bằng khuyên thì nó vẫn là không nhạy. Tại vì là dây cước của nó là nhiều bác ấy, làm thòng thì bằng cước nhuộm thì là nó hơi bị cứng thòng. Đâm ra là anh em mình nhìn thì nói chung là thợ làm thì mới biết được. Còn anh em muốn biết cước nhuộm hay không thì anh em chỉ cần giơ sợi cước lên trời cái là biết ngay là cước nhuộm hay không. Đấy các bạn, thì hôm nay chia sẻ các bác khi chọn thòng thế. Thì như trước mắt các bác đây, bộ thòng này của nó là vẫn là 50 chân, 50 vòng thòng, 10 chân các bác, 10 chân 50 vòng thòng. Và khi các bác mua thòng này, em sẽ tặng theo 5 sợi sơ cua cho các bác đi đánh. Thì bây giờ đang mùa, bắt đầu vào mùa người ta cầy bừa xong rồi, cấy hái xong rồi. Là bắt đầu con chồn đèn các thứ cuốc tiếc là vào bụi hoặc ra lúa. Như chỗ em thì bây giờ cuốc nó đang vào bụi rồi. Thì và chuẩn bị vào làm tổ rồi. Thật ra là đi đánh mùa này thì rất là dễ. Kể chồn đèn các thứ thì tìm nó rất là dễ. Tìm nó chỉ cần ở những bờ rậm các thứ thì anh em mình có thể tìm được ngay. Đấy, mùa này lại là nữa là mùa bình điệp nữa. Đâu là cực ok. Đấy thì bác nào cần thòng cứ liên hệ em. Em sẽ để số điện thoại của em bên góc phải màn hình. Rất mong được cảm ơn sự ủng hộ của các bác. Xin chào tất cả các bác. Hẹn các bác video lần sau nhé.